Kiều xác nhận có con trai thứ tư với người tình mới, phản ứng của vợ cũ gây bất ngờ. Bàng Kiều lần đầu tiết lộ con trai thứ tư đã gần 1 tuổi và bày tỏ anh rất thích khoe hạnh phúc mới, nhưng phải giấu kín vì người phụ nữ bên cạnh không muốn ồn ào. Nam ca sĩ cho biết vì con trai thứ tư còn nhỏ nên anh dành thời gian ở Việt Nam nhiều hơn. Bàng Kiều và Trinh Di Phương Trinh từng là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí trong nước và hải ngoại. Cả hai cùng có chỗ đứng vững vàng trong showbiz là có chung ba cậu con trai khôi ngô. Gia đình của họ trở thành hình mẫu lý tưởng trong giới nghệ sĩ. Thế nhưng cả hai sau đó lại bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi, nguyên nhân không được nói rõ. Nam ca sĩ kết hôn với Trinh Di Phương Trinh vào đầu năm 2002. Sau hơn 10 năm chung sống, có ba người con chung, cả hai quyết định đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung. Sau đổ vỡ hôn nhân, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc các con. Tháng 10 năm 2019, khi vợ cũ công khai bạn trai mới, nam ca sĩ chúc phúc: "Tôi tin vào sự lựa chọn của cô ấy." Cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Bàng Kiều đã tìm được tình yêu mới. Trao đổi với truyền thông tại buổi giới thiệu chương trình ca nhạc mới đây tại Hà Nội, ca sĩ Bàng Kiều cho biết anh không giấu giếm chuyện tình cảm, nhưng cũng không chủ động công khai thông tin này với mọi người. Anh cũng muốn tập trung vào chuyên môn vì không muốn khán giả nghĩ mình lấy chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi. "Tôi có bạn gái mới, có cả em bé thứ tư, nhưng tôi không muốn chia sẻ với truyền thông nhiều. Tôi không giấu những tiêu chí và quan điểm của tôi là không đưa chuyện đời tư nhiều. Vì những chuyện ngoài lề dễ khiến khán giả lẫn lộn bởi các thông tin. Khi khán giả nghĩ tới tôi thì nghĩ đến âm nhạc. Bên cạnh đó, bạn tôi là người bình thường nên cũng không muốn ai nhìn vào", Bàng Kiều chia sẻ. Ngay sau khi Bàng Kiều chia sẻ đã có con với tình mới, Trinh Di Phương Trinh, vợ cũ nam ca sĩ, đã có phản ứng đầy bất ngờ. Cụ thể cô viết: "Hôm nay là ngày Father Day, bên Mỹ cũng là ngày ý nghĩa để ông bạn chia sẻ niềm vui của mình đến khán giả. Cảm ơn ông bạn cuối cùng đã công khai Bentley, đứa em út của Big Cam. Sau bao lâu bạn bè đồng nghiệp cứ thăm dò hỏi mãi thì mình chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói không thì đâm ra mình là người nói dối, mà nói có thì không được vì người trong cuộc chưa lên tiếng. Câu trả lời của mình trong mấy tháng qua mỗi khi bị tra hỏi là nghe đồn vậy nhưng không biết thật hư như thế nào. Bây giờ có câu trả lời từ chính chủ rồi nên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Chúc mừng ông bạn có thêm của để dành và đứa con trai nữa để yêu thương. Happy Father Day." Bàng Kiều và vợ cũ Trinh Di Phương Trinh được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Tuy nhiên thời gian gần đây, khán giả ít thấy Bàng Kiều đăng ảnh thân mật với con và vợ cũ Trinh Di trên trang cá nhân. Nhiều nghi vấn cho rằng vì anh ngại bạn gái mới. Bàng Kiều cho biết mặc dù anh và vợ cũ là bạn bè, nhưng cũng nên biết giữ ý. "Trinh Di có bạn mới, tôi cũng có. Bạn mới có thể người ta không nghĩ gì, nhưng những người xung quanh bạn mới có thể để ý. Mình sống làm sao để nhẹ nhàng tất cả mọi thứ." Khi được hỏi về cảm xúc khi làm bố sau nhiều năm và ở tuổi trung niên có áp lực không, giọng ca Trái Tim Không Ngủ Yên cho biết dù hơn 10 năm nhưng anh không cảm thấy áp lực. "Những công việc trông con, chăm con với anh không có gì khó khăn." Bên cạnh đó, nam ca sĩ chia sẻ: "Anh cảm thấy may mắn khi không bị áp lực chuyện cày xô để trang trải chi phí cho các con. Chuyện làm bố cũng bình thường thôi, không có gì phức tạp. Tôi làm được hết mấy việc trông con, chăm con. Năm nay 11 tuổi thì bé trai thứ tư gần được 1 tuổi rồi", ca sĩ Bàng Kiều thổ lộ. Bàng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh từng tham gia các ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu, sau đó tách ra hát solo. Nam nghệ sĩ ghi dấu với giọng nam cao tình cảm, bay bổng với các bản hit như Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Cơn Mưa Băng Giá, Trái Tim Không Ngủ Yên. Anh đạt nhiều thành công ở các album Ngõ Vắng Xôn Xao, Phá Lại Tình Tôi. Qua nhiều năm hoạt động, Bàng Kiều vẫn giữ được sức hút và khẳng định vị thế là một trong những giọng nam hàng đầu của làng giải trí Việt. No!